Chúng ta tiếp tục chương 2 là các hiệu ứng trong hậu cơ và trong chương trình của mình chúng ta đề cập tới ba hiệu ứng đó là hiệu ứng cảm ứng, hiệu ứng liên hợp và hiệu ứng siêu liên hợp. À, trước khi đi vào hiệu ứng chúng ta nhắc lại về độ âm điện. Vậy độ âm điện là gì? À, độ âm điện chính là khả năng hút điện tử của các nguyên tử khi tham gia liên kết. À, và đây là bảng độ âm điện của các cái nguyên tử của nguyên tố à, À, mà chúng ta thường gặp trong hợp chất hữu cơ thì trong bảng này thì chúng ta sẽ thấy độ ấm điền nó sẽ có một quy tắc là nó sẽ tăng dần từ trái sang phải ví dụ như là hiro độ ấm điền là bằng 2,1 carbon là 2,5 nitơ là bằng 3 oxy là 3,5 và phần lo bằng 4 và độm ấm điền nó sẽ giảm dần từ trên xuống dưới ví dụ như là phần lo là 4 clo là 3, brom là 2,8 và iốt là bằng 2,6, tức là và đây và có độ âm điền à, lớn nhất giá trị độ âm điền nói lên điều gì à, giá trị à, độ âm điền sẽ cho chúng ta biết là các nguyên tử nào mà có độ điện càng nhỏ thì càng dễ cho điện tử à, ví dụ như carbon à, trong bảng này ngoài hydro à, ngoài hydro thì carbon có độ âm điền nhỏ hơn các cái nguyên tử của nguyên tố mà chúng ta thường gặp như là nitơ, oxy flo, do đó khi liên kết với cả các nguyên tử à, mà chúng ta vừa kể thì carbon thường sẽ cho điện tử à, ngược lại các nguyên tử mà có độ âm điện càng lớn thì nó sẽ hút điện tử càng mạnh ví dụ như flo à, khi liên kết với flo à, khi liên kết với các nguyên tử khác thì flo nó sẽ hút điện tử à, của các cái nguyên tử khác và như chúng ta đã biết carbon nó có ba trạng thái lấy hóa sp3, sp2 và sp vậy độ âm điện là 2,5 của carbon này là của carbon nào và độ âm điện mà bằng 2,5 này đó là tương ứng với carbon lai hỏa sp 3 Vậy thì carbon lai hỏa sp SB và sp 2 có độ âm điền là bao nhiêu? Lớn hơn hay nhỏ hơn là độ âm điền là bằng 2,5 của carbon lai hỏa sp 3 chúng ta sẽ slide sau chúng ta sẽ giải đáp điều này. Chúng ta cũng nhắc lại về cái sự phân cực, tại vì sự phân cực phụ thuộc vào phần lớn vào độ âm điện. À, ví dụ như chúng ta có à, phân tử metin amin à, thì à, trong cái liên kết sigma giữa carbon và nitơ thì carbon có độ âm điện là bằng 2,5, trong khi đó nitơ có độ âm điện là bằng 3. Và như vậy nitơ sẽ hút điện tử của carbon và đây là liên kết sigma cho đó người ta biểu thị bằng cái mũi tên thẳng. Và khi nitơ nó hút điện tử thì điện tử dùng chung giữa carbon và nitơ sẽ lệch về phía nitơ cho đó nitơ sẽ mang điện tích âm một phần và carbon sẽ mang điện tích dương một phần với phân tử fluoro etan cũng vậy à, trong liên kết này fluoro có độ âm điện là 4, lớn hơn carbon có độ âm điện là bằng 2,5, do đó fluoro sẽ hút điện tử của carbon và đây là liên kết sigma do đó người ta biểu thị cái sự phân cực này bằng cái mũi tên thẳng và khi fluoro nó hút điện tử thì à, điện tử sẽ lệch về phía fluoro do đó fluoro sẽ mang điện tích âm một phần và carbon sẽ mang điện tích dương một phần và tương tự đối với phân tử à, hydroxin amin cũng vậy nitơ có độ âm điện là bằng 3 nhỏ hơn oxy có độ âm điện là 3,5 cái đó oxy trong cái liên kết xích ma này oxy sẽ hút điện tử về phía nó cái đó oxy sẽ mang điện tích âm một phần và carbon à, nitơ sẽ mang điện tích dương một phần và tất cả, cả các sự phân cực này người ta gọi là sự phân cực một phần với phân tử acetimin À, giữa carbon và nitơ thì nitơ nó có độ âm điện lớn hơn carbon nên nó sẽ hút điện tử về phía mình và đây à, là liên kết pi nên à, người ta biểu thị sự phân cực của liên kết pi bằng mũi tên cong mũi tên này xuất phát từ liên kết pi sang nguyên tử có độ âm điện lớn hơn là nitơ và khi nitơ hút điện tử về phía nó thì à, liên, do liên kết pi này dễ bị phá vỡ cho đó điện tử điện tử của liên kết pi này dồn hết về phía nitơ do đó nitơ sẽ mang điện tích âm và carbon mất hoàn toàn điện tử do đó sẽ mang điện tích dương và sự phân cực này người ta gọi là sự phân cực toàn phần như vậy chúng ta thấy sự phân cực à, chủ yếu phụ thuộc vào độ âm điện chúng ta đi vào hiệu ứng đầu tiên hiệu ứng cảm ứng à, hiệu ứng cảm ứng kỳ hiệu là y viết tắt từ chữ là inductive effect Hiệu ứng cảm ứng là hiệu ứng sinh ra do sự phấn cực hoặc sự dịch chuyển mật độ điện tử trong liên kết xích ma. Tại sao lại có hiệu ứng cảm ứng? Là do khi phân tử được cạo tạo với các nguyên tử khác nhau. Lúc đó, điện tử sẽ phân bổ không đồng đều. Là do các nguyên tử có độ ấm điện lớn hơn sẽ hút điện tử và các nguyên tử có độ ấm điện nhỏ hơn nó sẽ cho điện tử. Điều đó đã sinh ra hiệu ứng cảm ứng. Và hiệu ứng cảm ứng càng quan trọng khi sự khác biệt về độ ấm điện càng lớn. À, và để phân loại cái hiệu ứng cảm ứng thì người ta quy ước rằng nguyên tử hydro trong liên kết CH à, có hiệu ứng cảm ứng bằng không à, hiệu ứng cảm ứng bằng không vậy thì những cái nguyên tử hay nhóm nguyên tử có khả năng hút điện tử mạnh hơn hydro thì sẽ gây hiệu ứng cảm ứng âm tức là trừ y và những cái nguyên tử mà hoặc là nhóm nguyên tử có khả năng cho điện tử nhiều hơn thì là gây hiệu ứng cảm ứng dương tức là cộng y. Và như vậy là chúng ta có hai nhóm gây hiệu ứng, hiệu ứng cảm ứng dương cộng y và hiệu ứng cảm ứng âm là trừ y. À, chúng ta đi vào cái nhóm gây hiệu ứng cảm ứng dương là cộng y. Thì trong bảng cái đồ ấm điền, cả cái nguyên tử, nguyên tổ mà chúng ta thường gặp trong hậu cơ thì chúng ta thấy là ngoài hydro ra thì carbon à, có độ ấm điền nhỏ hơn cả cái nguyên tử của nguyên tổ mà chúng ta thường gặp trong hợp chất hữu cơ như là nitơ carbon nitro, oxy lưu huỳnh flor clo iod. cho đó cái nhóm mà gây hiệu ứng cảm ứng dương cộng ý đầu tiên đã chính là nhóm ankin và cái nhóm này càng dài càng phân nhánh thì cộng ý càng lớn ví dụ như chúng ta có nhóm metin thì cộng ý sẽ nhỏ hơn nhóm etin và etin thì nhỏ hơn nhóm isopropin và isopropin thì sẽ nhỏ hơn nhóm tẹt butyl. Nhóm gây hiệu ứng cảm ứng dương thứ hai đó chính là các cái nhóm mang điện tích âm. À, ví dụ như chúng ta có à, carbon âm, nitơ âm và oxy âm. Vậy thì trong các ion âm này, ion âm nào sẽ gây hiệu ứng cảm ứng dương mạnh nhất? À, thì chúng ta biết là các cái nguyên tử nào mà có độ âm điện mà càng nhỏ thì càng dễ cho điện tử. Cho đó lúc này, lúc này carbon âm sẽ cộng y mạnh hơn nitơ âm và mạnh hơn oxy âm. Tương tự, giữa nhóm metin và CH2 âm thì ai sẽ dễ cho điện tử hơn? thì xe khai âm có điện tử dễ nhiều hơn thì sẽ dễ cho điện tử hơn cho đó nó sẽ cộng y mạnh hơn tiếp theo là nhóm gây hiệu ứng cảm ứng âm tức là trừ y à, đầu tiên đó chính là cả cái nguyên tử mà của nguyên tố mà có độ điện lớn hơn carbon à, thì chúng ta biết là trong hợp chất hữu cơ thì thường cái mạch của phân tử chính là carbon như vậy là cả cái nhóm mà có đốm điện lớn hơn carbon thì nó sẽ hút điện tử của carbon và nó gây hiệu ứng trừ y ví dụ như chúng ta có là phlo à, chúng ta có là phlo oxy và nitơ phlo có đốm điện lớn nhất đúng không nên là gây hiệu ứng là trừ y mạnh nhất rồi tới là oxy tới nitơ tức là hiệu ứng trừ y nó sẽ tăng dần từ trái sang phải à, trong một chu kỳ hoặc là Flo, trừ y lớn hơn clo lớn hơn bromiot tức là trừ y giảm từ trên xuống dưới à, trong một cái phân nhóm tiếp đến là nhóm mang điện tích dương à, các cái nhóm này à, do nó thiếu điện tử do đó nó sẽ hút điện tử nên nó sẽ gây hiệu ứng lá trừ y Ví dụ như chúng ta có CH3 cộng, NH3 cộng và O2 cộng. Đây là những cái nhóm mang điện tích dương. À, vậy thì ai sẽ à, gây hiệu ứng trừ y mạnh nhất? Thì khi mà chúng ta nói từ cái nhóm trừ y, tức là cái nhóm hút điện tử, thì chúng ta hãy để ý tới những cái nguyên tử mà có độ âm điện lớn, thì nó sẽ hút điện tử. Ví dụ trong trường hợp này thì chúng ta thấy là oxy có độ âm điện lớn hơn nitơ có độ âm điện lớn hơn carbon, nên oxy sẽ gây hiệu ứng trừ y mạnh hơn nitơ mạnh hơn carbon tương tự giữa OH và OH hai cộng vậy ai sẽ gây hiệu ứng trừ y mạnh hơn thì nguyên tắc là các y ông dương thiếu điện tử thì sẽ hút điện tử mạnh hơn cho đó OH hai cộng sẽ trừ y mạnh hơn OH nhóm thứ ba là các cái nhóm có liên kết bồi là các cái nhóm mà trong đó có liên kết đôi và liên kết ba ví dụ như chúng ta thấy nội ba CC à, nội bá CC sẽ trừ y mạnh hơn nhân thơm và trừ y mạnh hơn nội đôi CC. À, thì như chúng ta biết là nội 3 CC tức là tương ứng với carbon lái hỏa B và nhân thơm và nội đô CC tức là à, các cái carbon đây là phân tử ở các cái nhóm này có carbon lái hỏa sp 2 à, tức là à, tương ứng với carbon lái hỏa SB2 và bây giờ chúng ta lại đề cập một chút tới độ âm điền của cả cái à, các trạng thái lái hỏa này thì như trong cái bảng độ âm điện thì chúng ta đã nói carbon lai hóa sp3 thì có độ âm điện là bằng bằng 2,5 thì carbon lai hóa sp2 và sp là do các carbon này khi lai hóa có tỷ lệ s lớn hơn carbon lai hóa sp3 mà tỷ lệ s càng lớn thì hút điện tử càng mạnh do đó nó sẽ có độ âm điện lớn và như vậy là carbon Lai hóa sp2 sẽ có độ âm điện là bằng 2,8 lớn hơn carbon lai hóa sp3 và carbon lai hóa sp có độ âm điện là bằng uh, 3,2 tức là lớn hơn carbon lai hóa sp2 và sp3. Vậy thì uh, nguyên tắc là các cái nhóm nào có liên kết bồi càng nhiều và được cấu tạo bởi các nguyên tử có độ âm điện càng lớn thì sẽ hút điện tử càng mạnh. Ví dụ như chúng ta có nối 3 CN thì sẽ hút mạnh hơn nội đôi CN, nội đôi CO thì sẽ hút mạnh hơn nội đôi CN hoặc nội 3 CN sẽ hút mạnh hơn nội 3 CC và tiếp theo đây là một số nhóm có liên kết bồi mà chúng ta thường gặp trong hợp chất hữu cơ ví dụ như là nhóm nitro thì nó sẽ hút điện tử mạnh nhất rồi tiếp đến là nhóm SO3 và một số nhóm còn lại như là nhóm axit nhóm este và nhóm amit thì các nhóm này trong đây đều có các liên kết bồi do đó đây chính là các nhóm gây hiệu ứng trừ y vậy thì như chúng ta thấy độ ấm điền các nhóm mà có độ ấm điền càng lớn thì trừ y của nó sẽ càng lớn sự phân loại à, của nhóm hiệu ứng cảm ứng dương và âm ở phía trên là cũng chỉ có tính chất tương đối bởi vì hiệu ứng cảm ứng nó còn phụ thuộc vào à, còn phụ thuộc vào cái nhóm nguyên tử hay là nguyên tử mà nó liên kết à, chúng ta sẽ qua xem các cái ví dụ sau đây à, ví dụ như chúng ta có phân tử metinamin à, nitơ của nhóm NH2 có độ âm điền là 3 lớn hơn carbon của nhóm metin có độ âm điền là 2,5 vậy nitơ sẽ hút điện tử của carbon như vậy là nitơ của nhóm NH2 sẽ gây hiệu ứng là trừ trừ y và carbon của nhóm metin sẽ gây hiệu ứng là là cộng y Tiếp theo, phân tử floro ethan cũng vậy. Flo có độ ấm điền là 4, lớn hơn độ ấm điền của carbon là 2,5. Như vậy là à, trong phân tử này, nhóm flo, à, nguyên tử flo sẽ gây hiệu ứng lá là trừ y và nhóm etin sẽ gây hiệu ứng lá là cộng y. Với phân tử hydroxynamin thì nitơ của NH2 là là có độ âm điện là 3, trong cái đó oxy của nhóm OH có độ âm điện là 3,5, vậy oxy có độ âm điện lớn hơn nitơ, nên oxy của nhóm OH sẽ hút điện tử của nhóm của nitơ NH2, vậy là nó gây hiệu ứng trừ y và nitơ NH2 nó sẽ cho điện tử, do đó nó sẽ gây hiệu ứng cống cộng y. Như vậy là chúng ta nhìn thấy ở ví dụ ở ví dụ 1 và và ví dụ 3. Niter ở ví dụ 1 thì gây hiệu ứng là trừ trừ y, trong khi ở ví dụ 3 thì niter lại gây hiệu ứng là là cộng y. Hiệu ứng cảm có đặc tính gì? À, thứ nhất là hiệu ứng cảm có tính thương trực có tính thường trực có nghĩa là khi mà phân tử được cấu tạo bởi các nguyên tử khác nhau thì lúc đó nó xuất hiện hiệu ứng cảm À, tức là luôn luôn xuất hiện hiệu cảm khi được cấu tạo với các nguyên tử khác nhau thế là người ta gọi là hiệu ứng cảm có tính chất thường trực tức là ở ngay trạng thái tĩnh tức là bản thân của nó không bị tác động của ai hết của môi trường hay của tác nhân này hết, thì vẫn luôn luôn xuất hiện hiệu ứng cảm khi được cấu tạo với các nguyên tử khác nhau thứ hai hiệu ứng cảm truyền trên liên kết xích và sức mạnh giảm dần À, à, câu này nó có ý nghĩa gì bây giờ chúng ta sẽ đi vào cái ví dụ à, ví dụ như chúng ta có phân tử là propanol phân tử propanol này gồm có à, một cái nhóm ô-hạt ở vị trí số 1 và có ba nguyên tử carbon ba à, nguyên tử carbon vậy thì à, hiệu ứng cảm nó sẽ ảnh hưởng như thế nào à, thì chúng ta biết là ở đây chúng ta có nhóm ô-hạt và à, ô-hạt và pro gốc khi là probin thì ô hạt có độ âm điện lớn hơn carbon nên nó sẽ hút điện tử và nó gây hiệu ứng là trừ y và probin nó sẽ cho điện tử do đó nó gây hiệu ứng cống cộng y và khi ô hạt nó hút điện tử thì các cái carbon của probin này tức là carbon số 1, số 2, số 3 bị ảnh hưởng như thế nào? À. Thì à, như vậy là khi mà oxy... À, của OH nó hút điện tử thì cả cái carbon số 1, số 2 và số 3 nó sẽ bị dương điện. Vậy thì carbon nào sẽ bị dương điện hơn? À, thì bây giờ chúng ta sẽ xem là cái sự hút điện tử của nhóm OH nó sẽ ảnh hưởng như thế nào. Thì à, khi mà OH nó hút điện tử của carbon số 1 thì carbon số 1 nó sẽ dương điện một phần. Khi carbon số 1 là dương điện một phần thì carbon số 1 sẽ hút tức là nó dương điện thì nó thiếu điện tử nên carbon số 1 sẽ hút điện tử của carbon số 2 carbon số 2 nó bị dương điện một phần à, nên nó sẽ hút điện tử của carbon số 3 và carbon số 3 nó sẽ bị dương điện một phần thì trong ba cái carbon này carbon số 1 nó sẽ bị dương điện nhất bởi vì carbon số 1 nó bị hút trực tiếp bởi oxy trong đó carbon số 2 và số 3 thì bị hút dạng tiếp thông qua carbon số 1 hay carbon số 3 thì bị hút bởi carbon số 2 hoặc là carbon số 2 bị hút bởi carbon số 1. Do đó ở đây carbon số 1 nó bị ảnh hưởng nhiều nhất, tức là nó đã dương điện nhất. À, có nghĩa là nếu như trong phân tử có một cái nhóm hút hoặc là một cái nhóm đẩy thì cái nhóm hút và nhóm đẩy à, các cái nguyên tử carbon đứng gần các cái nhóm hút hoặc nhóm đẩy đó thì bị hút hoặc là bị nhận được điện tử nhiều hơn và hiệu ứng cảm ứng thường chỉ ảnh hưởng trong vòng 3 đến 4 carbon À, ngoài ba carbon thì hiệu ứng cảm ứng hầu như là không còn ảnh hưởng nữa có nghĩa là giả sử như khi có một ion âm đi vào trong phân tử này thì khi ion âm thì nó có khuyến đường nó tìm tới những cái ion nào nó mang điện tích dương nhiều nhất thì lúc này à, trong phần ứng nếu như chúng ta giả sử chúng ta có ion clo ion âm clo thì ion âm clo sẽ đi vào cái carbon số 1 sẽ tương tác với carbon số 1 bởi vì carbon số 1 lúc này là dương điện nhất là dương điện nhất thì đây là một cái kiểu của phản ứng xảy ra trong hợp chất hữu cơ tức là à, tác nhân âm sẽ đi tìm cái tác nhân dương nhiều nhất để nó tương tác nó phản ứng và như vậy chúng ta thấy hiệu ứng cảm ứng là phần lớn là xảy ra trên cái sigma ma và nó sinh ra là do sự khác biệt về độ âm điện À, về về ẩn dụng của hiệu ẩn cảm thì người ta ứng dụng hiệu cảm để giải thích độ mạnh của axit à, về tính axit thì chúng ta biết là axit là những chất có khả năng sẽ phân ly cho ra proton hạt còng. như vậy là chúng ta thấy phần lớn cả hợp chất hữu cơ đều có hydro do đó đều có thể phân ly ra hạt còng và như vậy là nó đều có khả năng nó có tính axit à, bây giờ chúng ta ví dụ là trường hợp là phân tử axit carboxylic à, axit carboxylic thì có thể phân ly cho ra là carboxylat và hạt cộng à, và cái à, hàng số phân ly của nó được tính là bằng tích số của hai ion đã phân ly chia cho nồng độ của ion chưa phân ly thì chúng ta thấy là nếu như tính axit càng mạnh thì hạt cộng nó phân ly ra càng nhiều mà hạt cộng phân ly ra càng nhiều, có nghĩa là hằng số phân ly tức là giá trị Ka nó sẽ càng lớn. À, tuy nhiên chúng ta cũng biết là hợp chất hữu cơ thường là liên kết cộng và trị kém phân cực, do đó khả năng phương trình phân ly này nó rất là kém. Do đó để cho dễ tính thì người ta à, à, tính cái giá trị pKa là bằng trừ logarit 10 của Ka. À, Như vậy là pKa và giá trị Ka nó sẽ ngược nghịch nhau. Có nghĩa là nếu như giá trị Ka càng lớn, tức là tính axit càng mạnh, thì lúc đó pKa nó càng nhỏ. Và ngược lại, giá trị Ka nó càng nhỏ, tức là khả năng phân ly hạt cộng nó càng kém, thì pKa nó càng lớn và tính axit thì càng yếu. Và thông thường đối với một cái axit hữu cơ thì tính axit của nó là khoảng là từ ba trở lên. Trong cái đó phần lớn đối với axit vô cơ thì giá trị pKa của nó thường là một giá trị âm. Về mặt cấu tạo thì chúng ta sẽ xem thử à, à tính axit nó sẽ như thế nào. Đó là tính axit nó sẽ càng mạnh khi cái đôi điện tử à, khi đôi điện tử dùng chung giữa O và H lịch nhiều về phía oxy tức là oxy sẽ hút điện tử về càng nhiều và oxy hút điện tử về càng nhiều thì làm cho cái liên kết nó càng lệch về và nó dễ bị cắt đứt hơn dễ bị cắt đứt hơn có nghĩa là làm cho hạt còng dễ tách ra hơn và khi hạt còng dễ tách ra hơn thì tính axit nó sẽ tăng hơn à, vậy thì à, các nhóm à, chúng ta vừa học các nhóm cái hiệu ứng cảm ứng dương và cảm ứng âm sẽ ảnh hưởng như thế nào đến tính axit giả sử như chúng ta có một cái nhóm à, gây hiệu ứng cảm ứng âm gắn vào, à, ví dụ như chúng ta có nhóm là à, metin, fluor nitrometin vân vân, à, thì các cái nhóm đó, nó là các cái nhóm gây hiệu ứng cảm ứng là trừ y, tức là các cái nhóm hút điện tử. Khi nó hút điện tử, thì nó sẽ hút điện tử của ai? Nó sẽ hút điện tử của nguyên tử carbon. À, và carbon là dương, nó hút điện tử, à, nó thiếu. À, đó nó thiếu điện tử cho đó nó sẽ hút điện tử của oxy à, và oxy à, lúc này nó bị thiếu điện tử cho đó nó sẽ hút điện tử của hydro làm cho cái liên kết giữa O và hạt lịch về phía oxy nhiều hơn và như vậy làm cho hạt cộng dễ phân ly ra hơn à, làm hạt cộng dễ phân ly ra hơn như vậy là là nhóm hút điện tử hay là nhóm gây hiệu ứng cảm ứng âm sẽ làm cho tính axit tăng tính axit tăng vậy thì nhóm gây hiệu ứng cảm ứng cộng y sẽ như thế nào à nó sẽ ngược lại tức là nhóm này sẽ gây hiệu ứng cộng y tức là nó đẩy điện tử nó sẽ cho điện tử vào carbon carbon dưới điện tử nó sẽ cho điện tử vào ô oxy và như vậy là lúc này mật độ điện tử oxy nó đã tăng lên và khi oxy là nhiều điện tử rồi thì khả năng hút điện tử của nó giảm đi tức là làm cho cái liên kết ô hạt này khó bị phân ly hơn tức là hạt còng này khó bị phân ly hơn như vậy nó đã làm cho tính axit giảm à, vậy thì nhóm đại điện tử à, là cộng y ví dụ như chúng ta có các cái nhóm như là các cái gốc ankin là các cái nhóm đại điện tử thì nó sẽ làm cho tính axit của nó giảm đi so với cái gốc r này là hydro tức là axit formic chúng ta đi vào một số các ví dụ về sắp xếp tính axit tăng dần để à, giải thích tên axit của nó. À, chúng ta có ví dụ, ví dụ như chúng ta có các cái axit sau: axit formic, axit acetic, axit hai acetic axit hai chloroacetic, axit ba hai acetic và hai nitroacetic. Thì chúng ta sẽ sắp xếp tên axit của nó tăng dần như thế nào? Thì uh, chúng ta thấy tất cả các hợp chất này đều cùng có chung là uh, nhóm axit. À, đều cùng có chung là nhóm axit như vậy là chúng ta sẽ xem các cái nhóm còn lại này à, các cái nhóm còn lại này ví dụ như là à, các nhóm còn lại ví dụ như là hydro à, hydro à, metin à, à, bromometin và nitrometin là các cái nhóm gây hiệu ứng gì à, gây hiệu ứng gì thì chúng ta thấy là à, à đối với trường hợp axit formic thì hydro này nó gây hiệu ứng là à, hiệu ứng cảm là bằng không như chúng ta đã quy ước và cái nhóm metin này là gây hiệu ứng cảm ứng dương là cộng y và các cái nhóm fluorometin, chlorometin, bromometin và nitrometin là có các cái có các cái nguyên tử có độ âm điện lớn à, lớn um, hơn carbon như là fluor, clo, brom và nitro do đó các nhóm này gây hiệu ứng là trừ trừ y à, nhóm hiệu ứng là trừ y thì chúng ta biết là à, khi so sánh tính axit thì nhóm đẩy tức là nhóm cộng y à, nhóm cho điện tử sẽ làm tính axit giảm và các cái nhóm hút là nhóm trừ y sẽ làm tính axit tăng và hút càng mạnh thì tính axit càng mạnh à, thì đây chúng ta sẽ thấy là à, nhóm nitro này nó gây hiệu ứng cảm ứng trừ y là mạnh nhất rồi tới là flo rồi tới là clo rồi tới là brom À, cho đó tình axit của chúng ta được sắp xếp như sau. ví dụ 2 à, ví dụ 2 chúng ta so sánh tính axit của metan etilen acetylene và ammoniac À, và như chúng ta đã nói là những hợp chất nào mà có hydro thì đều có khả năng là phân ly thành axit à, cho đó nó đều có thể phân ly thành hạt còng cho đó nó có tính axit như vậy là các hợp chất này đều có hydro à, như là metan etilen và acetylene và amoniac đều có hydro cho đó nó đều có khả năng nó phân ly ra hạt cộng và nó có tính axit vậy thì các nguyên tử hydro này nó gắn với các cái nguyên tử carbon hay này thì các nguyên tử carbon nitơ này nào mà hút điện tử nhiều hơn thì nó sẽ làm cho liên kết để làm cho hạt cộng dễ phân ly hơn cho là tính axit mạnh hơn và như vậy chúng ta sẽ thấy tính axit là sắp xếp như sau à, à, nhất là phân tử metan tức là vi hydro của metan gắn với carbon à, Carbon này lai hóa sp3, cho đó có độ âm điện là bằng 2,5, hút yếu nhất. À, à, tiếp đến là phân tử ethylene, hydro này gắn với carbon lai hóa sp2. Carbon lai hóa sp2 có độ âm điện là bằng 2,8, tức là lớn hơn carbon lai hóa sp3, cho đó nó carbon lai hóa sp2 hút điện tử mạnh hơn, cho đó làm liên kết xe hạt dễ bị cắt đứt hơn. Có nghĩa là tính axit của ethylene sẽ mạnh hơn tính axit của metan. Tiếp đến là ammonia. À, hydro gắn với nitơ. Nitơ này là nitơ lai hóa sp3 có độ âm điện là bằng 3, lớn hơn à carbon lai hóa sp2 có độ âm điện là 2,8. Cho đó làm cho cái liên kết NH này dễ bị cắt đứt hơn nữa cho là tính axit của amoniac mạnh hơn ethylene. Nhưng với acetylen thì hydro liên kết với carbon này là lai hóa sp và có độ âm điện là bằng 3,2, tức là lớn hơn cả độ âm điện của nitơ nên làm cho hero nó dễ bị cắt nước hơn. Cho đó, tính axit của acetylene là mạnh nhất. Ví dụ ba, chúng ta thử so sánh uh, tính axit của uh, propan, uh, Ethanamine và Ethanol. Uh, thì chúng ta thấy là ba phân tử này đều có uh, chung kỳ nhóm etin, uh, đều có chung là kỳ nhóm etin. cho đó, bây giờ chúng ta sẽ xét ảnh hưởng của À, chúng ta sẽ xét ảnh hưởng của à, các cái nguyên tử còn lại khi gắn vào hydro, à, các nguyên tử còn lại khi gắn vào hydro để xem tự tử hydro nào dễ phân ly hơn thì tính axit của nó sẽ mạnh hơn. À, thì chúng ta thấy là à, hydro, à, hydro của phân tử propan à, tức là hydro này gắn với carbon, carbon này là lái hỏa b 3 có độ âm điện là bằng 2,5 nhỏ hơn là nitơ Uh, hydro này gắn với nitơ nitơ có độ âm điện là bằng 3 cho đó nó sẽ hút mạnh hơn cho đó làm cho hạt còng dễ phân ly ra hơn nhưng uh, hydro của Ethanamine sẽ có tính axit nhỏ hơn etanol bởi vì hydro uh, gắn trực tiếp với oxy, oxy này có độ âm điện là 3,5, hút điện tử mạnh hơn nitơ, cho đó tính axit của etanol là mạnh nhất. À. Uh thành axit của etanol mạnh nhất tức là chúng ta à, khi thấy nhóm eti, etin là giống nhau rồi thì chúng ta sẽ so sánh cái độ ấm điền của cái nguyên tử nguyên tử mà hydro gắn trực tiếp thì đó là chúng ta so sánh carbon nitơ và và oxy tức là lúc này thật ra chúng ta so sánh đồ ấm điền của ba nguyên tử carbon nitơ và oxy à, một cái ví dụ thứ tư là chúng ta có cái axit butyric và các cái dẫn xuất halogen của nó ở vị trí số à, các dẫn xuất halogen của nó ở vị trí số 4 à, ở vị trí số 4, số 3 và số số 2. À, thì như chúng ta biết là halogen à, à, tức là clo nó là nhóm hút điện tử tức là gây hiệu ứng là trừ y vì nó có độ âm điện lớn hơn carbon. Thì ba cái phân tử này à ba phân tử này là khác nhau cái gì? Đó là nó khác nhau ở vị trí liên kết à phân 2 clo, 3 clo và 4 cloro Thì à tính axit của các chất này sẽ phụ thuộc vào cái gì? À, phụ thuộc vào cái vị trí của các cái nhóm halogen. Thì à, chúng ta dựa vào cái đặc tính thứ hai của hiệu ứng cảm ứng, tức là à, hiệu ứng cảm ứng truyền trên liên kết sigma và sức mạnh giảm dần. Có nghĩa là khi nhóm halogen nó đứng càng xa với nhóm axit thì nó hút yếu đi, cho đó làm nó hút cái nhóm axit yếu đi làm cho cái khả năng phân ly hạt cộng của axit nó yếu, cho đó tính axit của nó sẽ giảm đi. Tuy nhiên ba cái dẫn xuất halogen này sẽ có tính axit mạnh hơn axit butyric vì cái nhóm probin của axit butyric đây là nhóm gây hiệu ứng cộng y. Trong cái đó ba cái nhóm này gây hiệu ứng trừ y. Vậy thì tính axit của cái chuỗi này được sắp xếp như sau. Tiếp theo, người ta cũng dùng hiệu ứng cảm để giải thích cái độ mạnh của tỉnh bao Khi nói từ tính bao giờ là nói đến khả năng cho điện tử. Vậy, à, ai sẽ cho điện tử thì thường đó chính là những cái nguyên tử hay nhóm nguyên tử có một đôi điện tử tự do à, hoặc là mang điện tích âm. Thì ở đây, người trong hợp chất hữu cơ, người ta hay đề, thường đề cập tới nitơ của amin là nó thường có tính bao giờ bởi vì liter của mình có một đôi điện tử tự do và có độ âm điện vừa phải nên nó có khả năng nó dễ cho điện tử à, vậy thì các cái nhóm gây hiệu ứng nó sẽ ảnh hưởng tới à, tính bao giờ như thế nào à, thì đầu tiên chúng ta sẽ thấy là cái nhóm gây hiệu ứng cảm à, khi cái nhóm gây hiệu ứng cảm cộng y tức là nhóm cho điện tử nhóm cho điện tử nhóm cho điện tử nó sẽ cho điện tử vào niter. và nitơ và nitơ mặc dù là đã có đôi điện tử rồi nó lại nhân điện tử trên cái nhóm cho điện tử tức là các cái góc ánh kính chẳng hạn thì nó làm tăng cái mật độ điện tử trên nitơ và khi tăng mật độ điện tử trên nitơ thì khả năng điện tử khả năng nitơ đem cho điện tử à, nó sẽ dễ hơn và như vậy nhóm đẩy điện tử đó sẽ làm cho tỉnh bá giới tăng lên bá giới tăng lên Ngược lại, nhóm hút điện tử. Nhóm hút điện tử nó sẽ hút điện tử về phía cái góc này. À, hút điện tử về phía cái góc này. Làm cho mật độ điện tử ở trên niter giảm xuống. Mật độ điện tử trên niter giảm xuống. Vậy thì lúc này, cái khả năng mà đem cho điện tử đi, nó đã bắt đầu giảm đi. Giảm đi. Bởi vì mật độ điện tử đã bị rút về phía à, nhóm hút rồi. Cho đó khả năng cho điện tử giảm đi. Và như vậy, tỉnh ba giờ của nó sẽ giảm. Tính ba giờ của nó sẽ giảm. Chúng ta sẽ xem à, hai kỳ ví dụ sau đây. Ví dụ thứ nhất chúng ta có các cái phân tử có chứa à, à amin nitơ như là amoniac, N-methylamine và NN dimethylamine. Thì chúng ta thấy ở đây amoniac thì nitơ à, nó có một đôi điện tử tự do cho đó nó có khả năng là cho điện tử, cho đó nó có tính bazơ. Nhưng với phân tử metinamin nó cũng có nitơ, nó cũng có đôi điện tử tự do, nhưng mà metinamin thì nitơ có gắn thêm một nhóm metin nhóm này là một cái nhóm cho điện tử à, cho điện tử nó cho điện tử và về nitơ vậy thì lúc này mật độ điện tử của nitơ trên metinamin nó sẽ lớn hơn amoniac và mật độ điện tử nó càng lớn thì nó sẽ càng dễ cho điện tử nó càng dễ cho điện tử và dễ cho điện tử thì tính bazơ của nó sẽ mạnh hơn như vậy là tính bazơ của n metinamin mạnh hơn amoniac với phân tử NN metinamin tức là lúc này nó có tới hai nhóm metin hai nhóm này đều gây hiệu ứng cộng y và đều cho điện tử vào nitơ tức là làm mật độ điện tử ở trên nitơ nó sẽ nhiều hơn nữa vậy thì khả năng cho điện tử của nitơ trên metinamin này càng nhiều hơn nữa như vậy là tính bao giờ của nó sẽ mạnh nhất à. tiếp theo chúng ta có à, phân tử hydrazine và hydrosinamin thì trong phân tử hydrazine, chúng ta thấy rằng là được cấu tạo bởi hai nguyên tử nitơ giống nhau à và như vậy phân tử này là không có hiệu ứng như, có nghĩa là mỗi nguyên tử nitơ này có đôi điện tử tự do và nó đều có khả năng nó cho điện tử à và như vậy nó có tính 3, 3 giờ với phân tử hydroxynamin thì chúng ta thấy lúc này o nitơ gắn trực tiếp với oxy mà oxy thì gây hiệu ứng cảm ứng lá trừ y là nó hút điện tử của nitơ nhưng mà là mật độ điện tử trên nitơ này đã bắt đầu giảm đi do nó được gần một cái nhóm hút điện tử và khi nó giảm đi thì khả năng cho điện tử của nó sẽ giảm à, khả năng cho điện tử của nó sẽ giảm cho là tính bazơ của hydroxynamin sẽ nhỏ hơn tỉnh ba giờ của hydrazine thì qua hai ví dụ này chúng ta thấy rõ ràng là với sự xuất hiện của nhóm đẩy à, thì nó sẽ làm cho tỉnh ba giờ tăng và ngược lại sự xuất hiện của nhóm hút đã làm cho tỉnh ba giờ giảm chúng ta qua ví dụ à, so sánh sắp so xếp tỉnh ba giờ tăng dần à, ví dụ thứ nhất chúng ta so sánh tỉnh ba giờ của etanamin và ethanol à, thì chúng ta thấy là ở trong phân tử này có hai cái gốc Ankin là giống nhau rồi, do đó chúng ta không sẽ ảnh hưởng của nó, mà chúng ta xem thử à, khả năng cho điện tử của ai là dễ hơn. Thì chúng ta cũng biết là giữa à, Nitơ có đôi điện tử tự do và Oxy có đôi điện tử tự do, ai sẽ dễ cho điện tử nhất? Thì chúng ta biết là khả năng cho điện tử nó còn phụ thuộc vào độ âm điện. À, à, độ ấm điện càng nhỏ thì càng dễ cho điện tử thì ở đây chúng ta thấy là nitơ có độ ấm điện nhỏ hơn oxy nên nitơ là dễ cho điện tử hơn và như vậy tính bazơ của nitơ à, tức là etanamin sẽ lớn hơn tính bazơ của etanol ví dụ 2 chúng ta sẽ xem thử các cái ion sau à, có tính bazơ sắp xếp như thế nào À, thì cũng tương tự, chúng ta thấy là các cái phân tử này có cùng chung cái nhóm etin. À, như vậy là chúng ta không xét ảnh hưởng của nó nữa mà chúng ta xét xem các ion âm này ai sẽ dễ cho điện tử nhất. À ai cũng âm, tức là ai cũng có khả năng cho điện tử. Ai sẽ dễ cho điện tử nhất? Và cũng tương tự, chúng ta xét từ khả năng cho điện tử, tức là chúng ta nghĩ tới những cái nguyên tử nào có độ âm điện nhỏ thì càng nhỏ thì càng dễ cho. Thì ở đây À, carbon là có độ ổn điện nhỏ nhất cho đó dễ cho điện tử nhất cho đó nó có tính ba giờ mạnh nhất và oxy có độ ổn điện lớn nhất cho đó nó khó cho điện tử nhất cho đó tính ba giờ của nó yếu nhất và tính ba giờ của ba ion âm này được sắp xếp như sau chúng ta đi qua một hiệu ứng thứ hai là hiệu ứng liên hợp à, trước khi đi vào hiệu ứng liên hợp thì chúng ta sẽ đi vào hệ thống liên hợp à, thì chúng ta có ba cái hệ thống liên hợp hệ thống liên hợp thứ nhất là các liên kết bồi, tức là các liên kết đôi và liên kết ba liên kết luân phiên với các liên kết đơn à, liên kết đơn là liên kết sigma và cái hệ liên hợp này chúng ta gọi tắt là pi sigma pi à, ví dụ như chúng ta có các cái phân tử sau thì chúng ta thấy là các liên kết pi à, các liên kết pi đã liên kết xen kẽ với các liên kết đơn à, đây này ha pi uh, sigma uh, pi sigma pi à, các liên kết Pi, liên kết luân phiên với các liên kết đơn. À, hoặc chúng ta có cái phân tử là benzonitin, cũng vậy. Chúng ta sẽ thấy là à, Pi, sigma Pi, sigma Pi, sigma Pi, tức là các liên kết bồi sẽ liên kết luân phiên với các liên kết đơn. Có nghĩa là nếu như chúng ta một phân tử mà có hai liên kết đơn, tức là hai liên kết sigma liên kết trực tiếp với nhau, hoặc là hai liên kết bồi liên kết trực tiếp với nhau thì có thể nó sẽ không có hệ thống liên hợp hệ thống liên hợp thứ hai là nguyên tử có đôi điện tử liên kết trực tiếp với nguyên tử có liên kết bồi thì nguyên tử có đôi điện tử này chúng ta gọi là điện tử p à, điện tử p à, ví dụ như chúng ta có nitơ có một đôi điện tử à, có một đôi điện tử ha thì chúng ta sẽ có một hệ liên hợp như sau pi xích ma pi xích ma p à pi xích ma pi xích ma p và người ta gọi tắt là pi xích ma p à. hoặc chúng ta có phân tử phenol cũng vậy cũng có hệ thống liên hợp p xích ma pi xích ma p ma p, -p. À, đây là hệ thống liên hợp pi xích ma p tức là nguyên tử có đôi điện tử liên kết trực tiếp với nguyên tử có liên kết bồi Đối điện tử này, điện tử này có thể là đôi điện tử tự do hoặc là điện tích âm cũng được à. hệ thống liên hợp thứ ba là nguyên tử không còn điện tử liên kết trực tiếp với liên kết bồi à. nguyên tử không còn điện tử là ai đó chính là cái nguyên tử hay nhỏ nguyên tử trong quá trình phân ly đã bị mất điện tử tức là ion dương À, ông dương và người ta gọi ion ông dương này chính là p trọng tức là trong một ọt nó không có điện tử à, cái đó à, giai người ta đã học là p trọng à, ví dụ pi à, pi sigma pi sigma à, p trọng đúng không p trọng à. hoặc là cũng tương tự pi sigma pi sigma pi sigma à, p trọng p trọng à. và tất cả những cái phân tử mà có các cái hệ thống như vậy thì là là những cái phân tử liên hợp À, phân tử liên hợp các cái phân tử mà có cái hệ thống liên hợp này thì nó có đặc điểm gì À, thứ nhất là à, chúng ta nhìn thấy là các cái phân tử mà có hệ thống liên hợp này thường à, nó có các cái liên kết bồi tức là carbon lai hỏi sp hoặc là sp2 thì carbon lai hỏi sp2 thì chúng ta biết là ba đầm bay lai hỏi sp2 này nó à, nằm trên cùng một mặt phẳng tức là hướng ra ba đỉnh của một tam giác nằm trên cùng một mặt phẳng carbon lai hỏi sp thì thẳng hàng với nhau tức là nằm trên cùng một trục tức là thường các cái phân tử mà có một cái hệ thống liên hợp này thì thường các nguyên tử này nó luôn nằm trên cùng một mặt phẳng Thứ hai là sau khi nó lai hỏi Sb SP và sp 2 xong thì cả cái nguyên tử này còn dư cái orbital B. Thì cái orbital B, B này nó sẽ song song với nhau và thẳng góc với mặt phẳng liên kết là mặt phẳng chữa các cái nguyên tử à, của cái phân tử đó. Và thứ ba là cả cái phân tử mà liên hợp á, thì nó sẽ có năng lượng à, thấp hơn cả cái phân tử liên hợp không tương ứng. À, không liên hợp tương ứng như vậy có nghĩa là các cái phân tử liên hợp này thường nó sẽ bền hơn và nó sẽ tồn tại nhiều hơn à, các cái phân tử à, không liên hợp. Bây giờ chúng ta bắt đầu đi vào cái hiệu ứng liên hợp. À, hiệu ứng liên hợp kỳ hiệu là C. Việc tắt của chữ là conjugate effect. Hiệu ứng liên hợp là gì? à Là hiệu ứng sinh ra do sự phân cực của liên kết pi và lan truyền trên hệ thống liên hợp. và cũng giống như hiệu ứng cảm ứng à, hiệu ứng liên hợp à, là dương nếu như cả nó cả cái nhóm đó là cho điện tử và nếu như nó là âm nếu như nó hút cả cái điện tử về phía mình như vậy là chúng ta cũng có hai nhóm gây hiệu ứng hiệu ứng liên hợp dương và hiệu ứng liên hợp âm chúng ta hãy đi vào à, cái nhóm gây hiệu ứng liên hợp dương à, đầu tiên đó chính là các cái nguyên tử hay là nhóm nguyên tử có cặp điện tử à, ví dụ như chúng ta có ba cái nguyên tử như là nitơ oxy và flo các nguyên tử này đều có đôi điện tử à, vậy thì cái nguyên tử nào sẽ dễ cho điện tử hơn và tương tự chúng ta cũng nhớ ra khi nhắc tới các cái nguyên tử hay nhỏ nguyên tử cho điện tử thì chúng ta sẽ đề cập tới các cái nguyên tử hay nhóm nguyên tử có độ âm điện nhỏ bởi vì độ âm điện càng nhỏ thì càng dễ cho điện tử vậy thì ở đây à, ở đây chúng ta sẽ thấy là nitơ nó sẽ dễ cho điện tử nhất rồi tiếp đến là oxy tiếp đến flo thì đây chính là các cái nguyên tử nó cùng trong một chu kỳ thì trong cùng một chu kỳ nó sẽ có nguyên tắc là hiệu ứng liên hợp dương là cộng c giảm từ trái sang phải Tuy nhiên, trong cùng một nhóm, ví dụ như chúng ta có là phlo, clo, bromiot là thuộc nhóm 7, oxy, lưu huỳnh, selen là thuộc nhóm 6, nitơ, phosphor là thuộc nhóm 7. À xin lỗi, thuộc nhóm 5 thì chúng ta sẽ thấy nó ngược lại, tức là à, lúc này cái nó không phụ thuộc vào độ âm điền nữa mà nó phụ thuộc vào bảng kính nguyên tử có nghĩa là trong cùng một nhóm từ trên đi xuống thì bản kính nguyên tử nó sẽ tăng dần và tăng dần thì cái khả năng cho điện tử của nó sẽ giảm đi cho đó chúng ta sẽ thấy là hiệu ứng à, cộng c nó sẽ giảm dần từ trên xuống dưới ở trong một nhóm nhóm tiếp theo gây hiệu ứng cảm ứng dương đó chính là nguyên tử hay là nhóm nguyên tử mang điện tích âm và à, các ion âm thì cũng có khả năng cho điện tử. À, ví dụ như chúng ta có các ion sau CH2 trừ, NH trừ và O trừ, vậy thì ai sẽ dễ cho điện tử hơn? thì cũng tương tự à, các ion, các cái nguyên tử của các ion này nếu mà có độ điện càng nhỏ thì càng dễ cho điện tử. tức là lúc này chúng ta sẽ thấy là CH2 trừ sẽ dễ cho điện tử nhất, rồi tiếp đến là N hạt và cuối cùng là OC. À, hoặc giữa O trừ và O hạt thì ai sẽ cho điện tử dễ hơn? thì dĩ nhiên là điện tích âm nó sẽ dễ cho điện tử hơn cái đôi điện tử tự do. Tiếp theo là cái nhóm gây hiệu ứng liên hợp âm, tức là trừ C. Thì đầu tiên, cái nhóm gây hiệu ứng liên hợp âm đó chính là các cái nhóm có liên kết bồi, tức là liên kết đôi và liên kết ba trong cái nhóm đó. Và thường có các cái nguyên tử có độ âm điện lớn, ví dụ như chúng ta có à, nội đôi à, CO. À, nO2, uh, SO3H, axit và amid thì tất cả những cái này đều có cái liên kết bồi trong uh, cái nhóm này cho đó nó sẽ gây hiệu ứng lá trừ C. Nhóm thứ hai đó là nguyên tử hay nhóm nguyên tử mang điện tích dương, tức là sau khi phân ly ra nó mang điện tích dương và nó thiếu điện tử nên nó sẽ hút điện tử. Cũng tương tự nếu như chúng ta có các ion dương như là C+ N cộng và O, O cộng, thì ai sẽ hút điện tử mạnh hơn? À, thì khi mà đề cập tới khả năng hút điện tử, thì chúng ta sẽ nghĩ ngay tới nguyên tử có độ âm điện lớn. Bởi vì độ điền điện càng lớn thì thường sẽ hút điện tử mạnh. Cho đó, oxy cộng sẽ hút điện tử mạnh hơn N cộng, hút điện tử mạnh hơn C cộng. Và đây là hiệu ứng trừ C của cả cái dẫn xuất của axit. Bởi vì cả cái dẫn xuất axit thường có cái nồi đôi CO, cho đó đều có khả năng hút điện tử. À, đặc điểm của hiệu ứng liên hợp, à, thứ nhất là hiệu ứng liên hợp không giảm trên mặt carbon, tức là không giảm trên hệ thống liên hợp. À, có nghĩa là nếu như trong phân tử có một cái nhóm đại điện tử, tức là còng C, hoặc có một nhóm hút điện tử là trừ C, thì cả cái vị trí nguyên tử hay là trong phân tử đó sẽ bị hút một mức hoặc là được nhận một mức điện tử như nhau. À. Ví dụ như trong cái phân tử này chúng ta thấy có oxy, oxy nó sẽ à, nó sẽ hút điện tử à, trong một đồ CO oxy nó sẽ hút điện tử. Vậy thì sẽ có vài carbon trong cái phân tử này đều bị oxy hút một mức như nhau. Thứ hai là hiệu ứng liên hợp làm thay đổi trung tâm phản ứng. À, nếu như chúng ta để ý kỹ thì trong cái hệ thống liên hợp này thì thường là cả cái liên kết pi mà chúng ta biết là liên kết pi là có cái sự phân cực toàn phần nên nó sẽ làm thay nó sẽ làm chuyển dịch cái mật độ điện tử của cái phân tử đó cho đó nó sẽ ảnh hưởng đến cái khả năng phản ứng ví dụ như chúng ta có cái phân tử sau nhìn vào thì chúng ta biết là nitơ nó có tính bazơ giờ tức là nó có khả năng cho điện tử cho đó nitơ này nó sẽ có thể nó sẽ lấy điện, nó sẽ đem điện tử nó sẽ cho vào hydro để nó tạo thành cái liên kết nhưng thực ra thì ở đây nó sẽ không xảy ra À, vì sao vậy? À, chúng ta nhìn vào phân tử thì chúng ta thấy là phân tử này nó có một hệ thống liên hợp là P sigma P bắt đầu từ oxy, từ liên kết CO của oxy P sigma P sigma P sigma P sigma P mà P, P. P của nitơ nó sẽ đem cho điện tử, tức là đôi điện tử nitơ này sẽ đem cho điện tử. Nó sẽ đem cho điện tử vào trong cái hệ thống liên hợp này và cuối cùng oxy sẽ nhận điện tử. Và oxy này nhận điện tử thì nó sẽ mang điện tích âm và khi nó mang điện tích âm thì điện tích âm này nó sẽ tham gia liên kết cho cho điện tử vào hạt còng để tạo thành liên kết ô-hạt à. như vậy là điện tử đã từ nitơ dịch chuyển đến oxy và như vậy lúc này oxy tham gia phản ứng chứ không phải là nitơ và thứ ba ảnh hưởng của hiệu liên hợp trị xảy ra trên hệ thống phẳng tức là hệ thống phẳng là khi các nguyên tử cùng năm trên một mặt phẳng và các orbital B còn lại sẽ song song với nhau để xem phủ. Thì tại vì một lý do nào đó nó làm cho các orbital B là không còn song song nữa thì khả năng liên hợp của nó sẽ giảm đi. Và cũng giống như là hiệu ứng cảm, người ta cũng ứng dụng hiệu ứng liên hợp để giải thích tính axit và tính bazơ. Bây giờ chúng ta đầu tiên đi vào so sánh độ mạnh của axit. À, chúng ta có bốn cái dẫn sức sau đó là à, ancol, ethanol, nước, phenol và cái axit carboxylic chung. À, thì dựa cái phân tử ethanol và nước thì chúng ta thấy là à, để xét từ cái khả năng phân ly hạt còng thì chúng ta xem cái oxy nào sẽ hút điện tử nhiều nhất. À, thì chúng ta thấy là cái oxy của phân tử ethanol do nó đựng gần một cái nhóm cho điện tử, cho đó nó làm mật độ điện tử trên oxy của ethanol này nó nhiều hơn. Cho đó lúc này cái khả năng hút điện tử của nó sẽ kém hơn. Trong cái đó oxy này có như là không được cái nhóm nào cho điện tử nên nó hút điện tử mạnh hơn cho đó tính axit của nước sẽ mạnh hơn tính axit của ethanol với phân tử phenol và phân tử à, phân tử phenol và phân tử axit carboxylic thì chúng ta sẽ thấy hai cái phân tử này đều có một cái hệ thống liên hợp tên là p sigma và p pi à, p sigma p à, p à, p là nửa đôi co à, sigma và p là điện tử p trên oxy tức là hai phân tử này cùng có chung một cái hệ thống liên hợp, tên là p sigma -P. P, p và thường p tức là điện tử trên oxy của liên kết ô-hạt thì p thì nó sẽ cho điện tử, à, nó sẽ cho điện tử. À, chúng ta thấy là điện tử p trên oxy đã cho điện tử, à, cho điện tử. À, đối với phenol thì oxy nó sẽ cho điện tử vào nhân thơm, còn đối với axit carboxylic thì oxy của ô-hạt sẽ cho điện tử vào đôi co thì khi oxy trên ô hạt nó cho điện tử thì mật độ điện tử trên oxy đã bắt đầu giảm xuống ha mật độ điện tử trên oxy nó giảm xuống tức là hai oxy này nó sẽ mang điện tích dương mà dương thì nó sẽ thiếu điện tử nên nó sẽ hút điện tử nhiều hơn và nguyên tắc là oxy nào dương hơn thì nó sẽ hút điện tử trong liên kết ô hạt nhiều hơn tức là hạt cộng dễ phân ly ra hơn và chúng ta để ý lại là kỳ hệ liên hợp p sigma p của axit thì pi này chính là nội đối CO, nội đối CO sẽ hút điện tử mạnh hơn pi của nội đối CC của nhân thơm, hay nói đúng ra là nội đối CC của vòng benzen. Như vậy là nội đối CO của axit hút điện tử theo hướng trừ C sẽ mạnh hơn nhân thơm, bởi vì chúng ta biết là nội đối CO thì hút mạnh hơn nội đối CC là đúng rồi. Vậy thì do nó hút điện tử mạnh hơn thì oxy à của À, nhóm ố hạt của axit nó sẽ dương hơn nó sẽ dương hơn thì nó hút điện tử mạnh hơn làm cho hạt còng dễ phân ly ra hơn cho đó chúng ta sẽ thấy là axit carboxylic thường có tính axit mạnh hơn phenol như vậy à, tính axit của chuỗi axit này là sẽ là từ à, ancol nước phenol và axit carboxylic và cục như là à, khi mà so sánh tính axit thì chúng ta hay nói là khi đối với tính axit thì nhóm đẩy sẽ làm cho tính axit yếu, tức là chúng ta thấy etanol đã làm cho tính axit giảm đi và là nhóm hút làm tính axit tăng, tức là khi trong hệ liên hợp pi sigma p thì cái ô ô hạt này là p thì nhân thơm hay nội đôi co chính là pi là gây hiệu ứng trừ c chính là cả cái nhóm hút điện tử à cả cái nhóm hút điện tử mà hút điện tử càng mạnh à thì tính axit của nó sẽ càng mạnh. Tiếp theo người ta cũng dùng à, hiệu ứng liên hợp để giải thích độ mạnh của tỉnh bazơ à chúng ta cũng có ví dụ đó là etinamin amoniac và anilin thì tương tự etinamin à, và amoniac. thì etinamin thì nitơ này nó gắn với cái liên kết gắn với nhóm etin đây là một cái nhóm cộng y nhóm cho điện tử và khi là nhỏ cho điện tử thì nó làm mật độ điện tử trên nitơ nó nhiều hơn tức là nó dễ dàng cho điện tử hơn cho đó tính bazơ của nó sẽ mạnh hơn amoniac với phân tử anilin thì sao thì chúng ta sẽ thấy anilin là nó có một cái hệ thống liên hợp giống như ở phía trên đó chính là gì p uh, p uh, sigma và p uh, p là điện tử ở trên niter và như vậy nó cũng sẽ tham gia liên hợp như ở trên À, liên hợp như trên và nitơ nó sẽ đem cho điện tử và nhân thơm và khi cho điện tử và nhân thơm thì chúng ta sẽ thấy rõ ràng là mật độ điện tử ở trên nitơ lúc này đã giảm đi nó không còn đô điện tử nữa mà nó mang điện tích dương có nghĩa là khả năng cho điện tử của nó sẽ yếu đi khả năng cho điện tử của nó sẽ yếu đi như vậy lúc này mật độ điện tử trên nitơ của anilin này thậm chí nhỏ hơn cả amoniac Cả nhỏ hơn cả điện tử trên nitơ của amoniac, tức là tính bazơ của nó sẽ yếu hơn tính bazơ của amoniac. Và như vậy thường là chúng ta sẽ thấy là các cái amin thơm thường sẽ có tính bazơ yếu hơn amoniac. Và amoniac thì thường có tính bazơ yếu hơn các cái amin thẳng, à, các cái amin thẳng. Hiệu ứng thứ ba là hiệu ứng siêu liên hợp. Hiệu ứng này kiểu là H đi từ chữ hyperconjugate effect hiệu ứng liên hợp là gì à là liên hợp sigma pi. là liên hợp giữa các orbital sigma của nhóm ankin tức là CH với orbital p của nội đôi nội ba hoặc nhân thơm chúng ta ví dụ à, chúng ta biết là cái CH của nhóm ankin với là các bon của nội đôi nội ba hoặc nhân thơm à, thì chúng ta thấy là cái CH của nhóm ankin này là carbon này lai hóa sp3 trong khi đó cả carbon của nội đôi À, nội ba hoặc là nhân thơm thì nó là lai hóa sp2 à, lai hóa sp2 tức là nó sẽ có độ âm điền à, lớn hơn cho đó chúng ta sẽ thấy là à, các cái carbon của ankin lai hóa sp3 này nó sẽ bị các cái carbon của nội đôi hoặc nội ba hút điện tử về phía nó và carbon à, của nhóm ankin là hỏi B3 khi bị cả carbon của nó đôi hay nó ba hút điện tử thì nó sẽ hút điện tử của liên kết CH để đem cho điện tử vào cái nó đôi nó ba nhân thơm và khi nó hút điện tử của liên kết CH thì nó có khả năng nó giải phóng cái hạt còng ra à, nó giải phóng hạt còng ra khỏi môi trường tương tự cũng một cái phân tử có nội đôi là CO cũng vậy cái carbon của nhóm anh này có độ âm điện nhỏ hơn carbon lái hỏi sp2 của nội đôi cho đó nó phải bị cái carbon nội đôi hút cho đó nó bị hút cái cái điện tử của liên kết xe CH hạt làm cho hạt này tách ra và nó đem điện tử đi cho vào nội đôi CO và trên nhân thơm cũng vậy à, carbon của nhóm metin à, nó là loại hỏi ep 3 nó bị carbon của nội đôi cc của nhân thơm hút điện tử nên nó phải hút điện tử của liên kết ch và làm cho hạt cộng tách làm cho hạt cộng tách ra làm cho hạt cộng tách ra và hiệu ứng siêu liên hợp này nó chỉ ảnh hưởng à, trên à, một hero à, tức là các hero mà tôi đăng ký hiệu màu đỏ này các anh chị đó là hydro Uh, alpha. Hydro alpha thường là hydro đựng cạnh một cái nồi đôi, nồi ba hoặc là một cái nhóm chức. À, ta gọi đó là hydro alpha. Còn ví dụ như đây hydro của nhóm CH3 này thì không phải là hydro alpha mà là hydro beta. Tức là người ta đánh chữ Hy Lạp là alpha, beta, gamma bên cái cạnh nồi đôi hoặc là nhóm chức. À, thì hiệu ứng xy liên hợp này thường nó ảnh hưởng trên hydro alpha. Tuy nhiên hiệu ứng siêu liên hợp này chỉ có tính chất hình thức thôi cho thật sự là người ta sẽ không tách ra được những cái hạt cộng này người ta không cô lập ra được những cái hạt cộng ra khỏi môi trường tức là những gì mà chúng ta biểu diễn ở đây tức là nó chỉ có tính chất minh họa thật ra nó cũng có thể xảy ra nhưng trong một cái môi trường nào đó, đó thôi à, đặc tính của hiệu ứng siêu liên hợp là gì à thì đầu tiên là hiệu ứng siêu liên hợp làm thay đổi cái hướng ứng cộng hợp vào nội đôi thì như chúng ta thấy là hiệu ứng siêu liên hợp thì uh, uh, cái carbon của đứng cạnh cái nội đôi này nó sẽ hút điện tử trong liên kết CH và khi nó hút điện tử càng nhiều thì nó sẽ cho cái điện tử vào cái liên kết pi cho đó làm cho điện tử cái liên kết pi này nó sẽ lệch về phía uh, phía uh, bên kia cho đó là lúc này nó sẽ làm ảnh hưởng đến cái khả năng cộng của cái uh, của cái phản ứng là nó sẽ làm thay đổi cái hướng cộng hợp của nó tức là điện tích ở, dương này nó sẽ đi vào cái à, uh, hydro dương ở này đó là thứ nhất thứ hai là hiệu ứng siêu lưng hợp nó làm ảnh hưởng đến tính linh đồng của liên kết xe hạt trong nhóm an kinh uh, và uh, rõ ra đó chính là ảnh hưởng đến tính linh đồng của hydro alpha thì như chúng ta nói là uh, hồi nãy là cái phản ứng mà để tắt cái hạt cộng này xảy ra thì uh, rất là khó. Tuy nhiên nếu như chúng ta cho nó vào trong một cái môi trường đồng, tức là cho vào trong một cái môi trường kim, thì ố hạt trừ dễ dàng tách kỳ hạt còng ra, tức là nó tới đây nó cho điện tử để nó tách kỳ hạt còng ra. À. À, và như vậy là nó sẽ dễ dàng tách ra, à, đặc biệt đó là hydro alpha. Và hiệu ứng suy liên hợp này nó chỉ xảy ra ở trạng thái đồng trạng thái tịnh thì rất nhỏ hoặc là không có tức là giống như chúng ta vừa ví dụ à, trong môi trường kim đây chính là môi trường đồng kim này là sẽ dễ dàng tách kể à, dễ dàng tách hạt cộng ra hơn à, tức là ô hạt trừ dễ dàng tách hạt cộng ra hơn là hạt cộng từ tách ra à, đó là nó chỉ xảy ra ở trạng thái đồng thôi còn trạng thái tịnh thì rất nhỏ hoặc hầu như không có À, ứng dụng siêu liên hợp để làm gì? Người ta ứng dụng hiệu ứng siêu liên hợp để người ta giải thích một số vấn đề như sau. Thứ nhất là thay đổi cái độ dài của cái dây nổi. À, thì người ta nhận thấy rằng là những cái liên kết CC à, khi mà gắn gần một cái nổi đôi hoặc là nổi ba thì nó ngắn hơn những cái liên kết CC bình thường. À, thì chúng ta cũng biết là do trong có hiệu ứng siêu liên hợp thì nó sẽ thay đổi độ dài từ liên kết sigma của liên kết pi mà chúng ta biết là liên kết pi thì thường nó sẽ làm độ dài liên kết ngắn lại. Thứ hai, người ta sẽ giải thích được cái độ bền của anken. Tức là những cái anken mà có càng nhiều cái hero alpha, thì anken đó càng bền. Ví dụ như chúng ta thấy là trong hợp chất bên từ hai n này, thì chúng ta thấy là tài nội đối này nó có tới 5 hero alpha. Trong khi tài nội đối này nó chỉ có hai hero alpha thôi. Vậy thì nếu như trong cái quá trình phản ứng, thì trong quá trình phần tách loại để tạo thành một anken thì sản phẩm sẽ có thể tạo ra cái sản phẩm nào có nhiều hydro enva hơn thì sản phẩm đó sẽ là sản phẩm chính thứ ba người ta sẽ giải thích được cái độ bền của carbocation À, khi carbocation này là một cái y-ông dương này, nó được có thể đóng vai trò như là một cái nội đôi thì nó sẽ là hút điện tử. Thì khi carbocation nào nào mà có tới nhiều hydro pha hơn thì nó sẽ bền hơn. Ví dụ như chúng ta có carbocation tẹt putin này, nó có tới 9 hydro alpha à, xung quanh nó. Đây là ba 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 là 9 hydro pha xung quanh nó cho đó nó sẽ bền hơn carbocation xet putin tức là nó chỉ có 5 hydro alpha. À, và nó sẽ bền hơn các carbocation butin tức là nó chỉ có hai hydro à, thì độ bền của các carbocation chúng ta sẽ gặp lại trong cái chương năm đó là khái niệm cơ chế phản ứng như vậy là chúng ta đã qua ba cái hiệu ứng hiệu ứng cảm ứng hiệu ứng liên hợp và hiệu ứng siêu liên hợp ở đây hiệu ứng siêu liên hợp thì vì chỉ xảy ra ở trạng thái đồng cho đó người ta ít dùng cái hiệu ứng siêu liên hợp để giải thích cái bản chất của một hợp chất mà người ta hay dùng hiệu ứng cảm và hiệu ứng liên hợp giống như người ta dùng để giải thích tính axit và tính bazơ và như trong bài hiệu ứng cảm ứng và hiệu ứng liên hợp chúng ta thấy có những ví dụ mà à, cả cái nhóm đó cùng xuất hiện ví dụ như nhóm nitro thì có thể là hiệu ứng trừ y hoặc là hiệu ứng à, trừ c vậy thì nếu như cái nhóm đó trong một phân tử mà xuất hiện cùng lúc hai hiệu ứng thì chúng ta sẽ giải thích như thế nào bây giờ chúng ta sẽ đi vào một thứ nhất đó là xác định mức độ ưu tiên thì thông qua bảy ví dụ này chúng ta sẽ à, xác định được cái mức độ ưu tiên của các cái các cái nguyên tử hay các cái nhóm nguyên tử. À, đầu tiên, chúng ta đi vào ví dụ thứ nhất thì trong ví dụ này chúng ta sẽ thấy là giữa carbon à, giữa à, carbon và nitơ thì nitơ nó có độ âm điện lớn hơn cho đó nó sẽ gây hiệu ứng lá trừ y. À, và tiếp theo là phân tử này nó không có cái hệ thống liên hợp tức là mặc dù nó có liên kết pi ở đây và nó có cái đối điện tử p nhưng nó không liên hợp vì nó đã quá hai cái liên kết sigma do đó phân tử này nó chỉ có hiệu ứng cảm ứng tiếp đến à, phân tử thứ hai à, chúng ta thấy cũng tương tự à, giữa, carbon, à, giữa carbon và giữa carbon và nitơ à, nitơ có độ ổn điện lớn hơn do đó nó sẽ hút điện tử và nó gây hiệu ứng lá trừ y và phân tử này nó cũng có một cái hệ thống liên hợp tên là P sigma P à, P sigma P sigma P tức là điện tử P là nằm trên à, điện tử P là nằm trên nitơ và thường P à, đôi điện tử nó sẽ cho cho đó nitơ này là gây hiệu ứng lá cộng C Niter này gây hiệu ứng cộng C. Vậy thì chúng ta sẽ thấy là niter này nó sẽ gây hai hiệu ứng cùng một lúc, đó là trừ y là hiệu ứng cảm ứng và cộng C là hiệu ứng liên hợp và hai hiệu ứng này nó ngược chiều nhau và ở đây thì chúng ta ưu tiên uh, chúng ta ưu tiên hiệu ứng lá cộng C hiệu ứng cộng C ví dụ thứ ba uh, chúng ta có phân tử là benzonitrin thì cũng tương tự nối ba CN nó sẽ hút điện tử mạnh hơn nhân thơm cho đó nó sẽ gây hiệu ứng là trừ trừ y và phân tử này nó cũng có một cái hệ thống liên hợp tên là pi sigma pi tức là ngay cạnh nitơ này có cái liên kết pi do đó nó thuộc hệ thống liên hợp là pi sigma pi và pi của nỗi 3 cn này thì sẽ hút điện tử mạnh hơn nhân thơm vì thứ nhất là nitơ này nó lái hỏi sp và nitơ có độ điện mạnh hơn do đó nó hút điện tử mạnh hơn nhân thơm do đó nỗi 3 cn này nó gây hiệu ứng trừ c À, vậy thì cái nhóm CN trong phân tử benzonitin này nó gây cùng lúc hai hiệu ứng là trừ y và cộng c à xin lỗi trừ y và trừ c và hai hiệu ứng này nó cùng chiều với nhau và cũng tương tự ở đây nhóm CN sẽ ưu tiên hiệu ứng lá trừ c à, và đây là hai cái ví dụ về nitơ bây giờ chúng ta đi qua hai ví dụ về oxy à, với phân tử phenol thì oxy cũng có đồ âm điện lỡ hơn carbon nên oxy sẽ hút điện tử cho đó đầu tiên oxy sẽ gây hiệu ứng lá trừ y và phân tử này nó cũng có một hệ thống liên hợp tên là pi sigma p, -p à, tức là đôi điện tử p là nằm trên à, điện tử p là nằm trên oxy pi sigma p mà p là cho điện tử nên oxy gây hiệu ứng lá cộng c hiệu ứng liên hợp là cộng c và như vậy hai hiệu ứng này nó cũng ngược chiều nhau À, trừ y thì hút mà cộng C là cho. Và ở đây cũng vậy. Chúng ta ưu tiên hiệu ứng cộng C. Hiệu ứng cộng C. Ví dụ 5. À, oxy nằm trong đồ đôi CO cũng có độ âm điền lớn hơn. À, nhưng thơm do đó nó cũng hút điện tử. Và nó gây hiệu ứng lá trừ y. Và oxy này đứng cạnh nó là liên kịch pi Do đó nó có một hệ thống liên hợp tên là pi sigma pi Và pi của nội đôi CO thì sẽ hút mạnh hơn pi của nhân thơm, do đó nó gây hiệu ứng lá trừ C. Và tương tự trong trường hợp này, giữa hiệu ứng trừ Y và trừ C thì hiệu ứng trừ C cũng được ưu tiên. Vậy thì trong à, từ ví dụ 2 đến ví dụ 5 thì chúng ta thấy là các cái nguyên tử hay các nhóm nguyên tử này đều gây hai hiệu ứng là Y và C cả, nhưng hầu như hiệu ứng nào cũng hầu như cái nhóm nào cũng ưu tiên là hiệu ứng C vậy thì có phải tất cả đều ưu tiên hiệu ứng c không à, chúng ta qua hai cái ví dụ tiếp theo à, đó là trường hợp của dẫn xuất halogen khi gắn với nhân thơm hoặc khi liên hợp với nội đôi co nào đó thì nó cũng gây hai hiệu ứng đầu tiên là các cái halogen này nó có độ âm điền lớn hơn các cái carbon do đó thường nó gây hiệu ứng lá trừ y tuy nhiên nó cũng cả halogen này nó cũng có đôi điện tử tự do do đó nó cũng có thể liên hợp theo kiểu là pi sigma p pi sigma -P, à p, p mà p là cho điện tử do đó cả cái halogen này gây thêm hiệu ứng là cộng cộng c cộng c tức là cũng gây hiệu ứng là trừ y và cộng c tức là hai hiệu ứng này nó ngược chiều với nhau và đây là trường hợp ngoài lề halogen à, lúc này nó lại ưu tiên ưu tiên trừ y hơn cộng c à như vậy là chúng ta thấy là trong phần lớn các trường hợp hiệu ứng liên hợp là được ưu tiên à hiệu ứng liên hợp được ưu tiên chỉ trừ trường hợp là halogen hiệu ứng cảm được ưu tiên hiệu ứng cảm được ưu tiên tuy nhiên chúng ta cũng phải nhớ rằng là cả cái nhóm đó ngoài cái hiệu ứng liên hợp được ưu tiên thì bản chất nó vẫn còn hiệu ứng cảm à, ví dụ như là oxy của hạt phenol người ta ưu tiên hiệu ứng cộng C nhưng nó vẫn có hiệu ứng trừ ý ở trong đó. Một cái khó khăn thứ hai ở trong cái hiệu ứng nữa là làm thế nào mà chúng ta xác định được một nhóm là gây hiệu ứng cộng C hay là trừ C. Bây giờ chúng ta sẽ quay lại cái tiếp theo đó là các cái ví dụ từ số 2 đến số 5. Bây giờ chúng ta đánh số lại 1 2 3 4. đó là cái À, phân tử này thì chúng ta thấy là nitơ ở đây là à, bên cạnh nó toàn liên kết đơn liên kết sigma cho đó lúc này người ta lại đề cập tới cái đôi điện tử tự do của nó à, người ta đề cập tới đôi điện tử tự do của nó vậy thì nó thuộc hệ thống liên hợp tên là pi sigma pi sigma p tức là chúng ta viết tắt là pi sigma p mà p là cho điện tử nên ở đây nitơ sẽ gây hiệu ứng lá cộng c à, cộng c Tuy nhiên, đối với phân tử benzonitrin thì nitơ này bên cạnh nó có một liên kết pi, bên cạnh nó có một liên kết pi nên nó thuộc hệ tổng liên hợp là pi sigma pi. Mà liên kết pi của CN thì chắc chắn sẽ hút mạnh hơn liên kết pi của nhân thơm. À, cho đó nó sẽ gây hiệu ứng lá trừ C gây hiệu ứng là trừ C. Như vậy chúng ta nhìn qua hai ví dụ này thì chúng ta sẽ thấy rằng là nếu là nitơ mà bên cạnh nó toàn liên kết đơn thì thường nó sẽ liên hợp theo kiểu P sigma P và nó sẽ cộng C. Nhưng nitơ bên cạnh nó có một liên kết pi thì nó sẽ liên hợp theo kiểu P sigma P mà nó là liên kết pi thì nó sẽ gây hiệu ứng là trừ C. Và trường hợp oxy cũng vậy. À, oxy của hạt phenol là bên cạnh nó toàn là liên kết sigma À, cho đó người ta sẽ đôi điện tử tự do của nó à, là đôi điện tử P nên nó thuộc hệ thống liên hợp là P sigma P và P là cho điện tử cho đó nó là cống cộng C à. trong khi đó à, với phân tử acetophenon thì oxy này bên cạnh nó có liên kết P à, nên nó thuộc hệ thống liên hợp là P sigma P mà oxy trong đôi CO của liên kết P thì nó sẽ gây hiệu ứng lá trừ C trừ C và ở đây, à, nãy giờ thì à, chúng ta chỉ nói tới cả cái, nhóm, à, cả cái nhóm gắn và nhân thơm. Vậy thì cả cái nhân thơm gây hiệu ứng gì? Thì chúng ta cũng biết là, à, nãy giờ chúng ta chỉ xét hiệu ứng của một nhóm. Thì thường à, trong một nhóm, nếu như nhóm này là hút điện tử, thì nhóm kia sẽ cho điện tử. Ví dụ như trong phân tử, à, ví dụ số 2 của Benzo Nitin, thì chúng ta thấy là nhóm CN à, là hút điện tử, tức là nó sẽ gây hiệu ứng lá trừ c thì lúc này nhân thơm phải là gì à, nhân thơm phải là nhóm cho điện tử tức là nhân thơm sẽ là cống à, cộng c nhân thơm sẽ là cộng c à. cũng tương tự như vậy nhóm co là nhóm hút điện tử là trừ c thì nhân thơm sẽ phải cho điện tử là là cộng c cộng c nhưng trong phân tử phenol thì chúng ta thấy là ô hạt phenol là nhóm cho điện tử là cộng C thì lúc này ô hạt cho điện tử thì lúc này nhân thơm nó sẽ nhận điện tử tức là nó sẽ hút điện tử và nhân thơm ở đây nó gây hiệu ứng là trừ C. Như vậy là chúng ta sẽ thấy à, cái hiệu ứng của cái nhân thơm là tùy thuộc vào cái nhóm gắn vào nhân thơm. À nhóm nào cho điện tử tức là ô hạt hay là amin cho điện tử à, thì nhân thơm sẽ nhận cho đó nhân thơm sẽ trừ c nhưng các cái nhóm mà gắn vào hút điện tử tức là thường các nhóm có liên kết bồi gắn vào các nhóm nó hút điện tử là gây hiệu ứng trừ c thì lúc đó nhân thơm nó sẽ cho điện tử cho đó nó gây hiệu ứng lá cộng c và đến đây chúng ta lại nhắc lại trạng thái lai hóa của nitơ và oxy thì như chúng ta đã nói là trạng thái lai hóa của nitơ thì điểm số nguyên tử mà nó liên kết sau đó cộng thêm một và trạng thái lãi hỏa của oxy là đềm số nguyên tử mà nó liên kết sau đó cộng thêm hai à chúng ta nhắc lại những ví dụ mà chúng ta đã đề cập ví dụ như là nitơ trong metinamin nó liên kết với hai nguyên tử hydro và hai nguyên tử hydro và một nguyên tử carbon tức là liên kết với ba nguyên tử khác và cộng thêm một được là bốn do đó nitơ này lái hỏa sp 3 Nitơ này cũng vậy, nó liên kết với hai nguyên tử hydro và một carbon bên cạnh, tức là liên kết với ba nguyên tử khác cộng thêm một nữa là bốn nên nó lai hóa sp3. Với nguyên tử nitơ này cũng vậy, nó liên kết với hai nguyên tử khác đó là một nguyên tử hydro và nguyên tử carbon bên cạnh và cộng thêm một nữa là ba, tức là nó lai hóa sp2. Và nguyên tử nitơ này cũng vậy nó liên kết với một nguyên tử carbon một cộng cho một là hai do đó nó lai hóa sp oxy thì chúng ta cộng thêm hai tức là oxy của ethanol liên kết với một nguyên tử hydro và một nguyên tử carbon bên cạnh tức là liên kết với hai nguyên tử khác cộng cho hai là 4, do đó là lai hóa sp 3 oxy à, của phân tử này liên kết với một nguyên tử carbon 1 cộng 2 là 3 nên nó lai hỏa sp2. Như vậy là chúng ta nhớ lại là à, nguyên tử nitơ trước khi lai hỏa thì cộng thêm 1 và oxy cộng thêm 2. Tuy nhiên nó cũng có ngoài lề đó là khi à, cả cái nguyên tử nitơ hay oxy có liên hợp kiểu B trong hệ thống liên hợp tên là P sigma B thì lúc này cả cái điện tử đối điện tử tự, tự do À, sẽ tham gia liên hợp như chúng ta thấy là sẽ tham gia liên hợp và khi điện tử đã tham gia liên hợp thì người ta sẽ không tỉnh đó. có nghĩa là khi trong hệ thống uh, liên hợp trong hệ thống liên uh, nitơ trong hệ thống liên hợp nitơ hoặc oxy trong hệ thống liên hợp kiểu P thì lúc đó chúng ta sẽ phải lại trừ đi một tức là trừ đi cái đôi điện tử đã tham gia uh, liên hợp tức là chúng ta sẽ thấy là lúc này trạng thái lấy hóa của nitơ chính là điểm số nguyên tử mà nó liên kết rồi cộng 1 sau đó trừ 1. Còn đối với oxy là điểm số nguyên tử mà nó liên kết rồi cộng thêm 2 nhưng lại trừ đi 1. À chúng ta ví dụ. À, ví dụ như chúng ta có nitơ của anilin. À chúng ta biết phân tử này có hệ thống liên hợp tên là pi sigma p. À pi sigma p p là độ điện tử đúng không? cimap. Vậy thì trạng thái lai hỏa của nó là à, nó liên kết với 3 nguyên tử, tức là gì? Gồm có hai nguyên tử hydro và một nguyên tử carbon bên cạnh, tức là ba. 3. 3 cộng cho 1 là 4, 4 trừ cho 1 là còn 3. Như vậy là nitơ này lai hỏa sp2. Tương tự oxy. Oxy, oxy này à là có hệ thống liên hợp kiểu pi sigma p. -S -S -P vì sigma p vậy thì trạng thái liên hóa của nó là oxy này liên kết với hai nguyên tử thôi đó là hydro và carbon bên cạnh là hai cộng cho hai là bốn bốn trừ cho 1. nó trừ cho một bởi vì nó liên hợp theo kiểu p 4 trừ cho 1 là 3. vậy oxy này lai hóa sp2 oxy này lai hóa sp2 và nitơ này cũng vậy nitơ này trong hệ thống liên hợp tên là P sigma p cho đó phải trừ đi 1, tức là niter này liên kịp với ba nguyên tử khác, tức là gồm hai nguyên tử hydro và một nguyên tử carbon bên cạnh là 3. 3 cộng cho 1 là 4, trừ cho 1 là còn 3, tức là niter này lai hỏa sp 2 Và điều này nó khá là phù hợp với thực tế cảnh trình, bởi vì chúng ta biết rằng là... À, khi mà ta nói là phân tử mà có hệ thống liên hợp thì thường nó sẽ có cấu trúc phẳng thì khi nitơ và oxy này nó lai hóa sp2 tức là nó lai hóa phẳng ba đầm bay lai hóa này nó nằm trên mặt phẳng tức là cả cái phân tử trong hệ thống liên hợp này đều có cấu trúc phẳng đều có cấu trúc phẳng vậy thì chúng ta lại một lần nữa xác định à, trạng thái lai hóa à, hệ thống liên hợp và cái hiệu ứng của nó như thế nào thông qua cái ví dụ sau À, tức là xác định hệ thống liên hợp hiệu ứng và trạng thái lai hóa của nitơ trong hai phân tử sau à, phân tử thứ nhất là à, pyridine và phân tử thứ hai là pyrone là đây là hai cái hợp chất dị vòng có chữ nitơ mà sau này chúng ta sẽ gặp ừ. à, trường hợp thứ nhất à, phân tử pyridine à, thì chúng ta thấy là phân tử pyridine này thì nitơ nitơ này nó đứng cạnh à, bên cạnh nó có một liên kết pi cho đó phân tử này nó sẽ có hệ thống liên hợp tên là pi, sigma pi, sigma pi, tức là chúng ta gọi tắt đó là pi, sigma pi. Và nitơ này nó nằm trong liên kết pi, cho đó nitơ này nó sẽ gây à, nó sẽ gây hiệu ứng lá trừ c, trừ c. Và trạng thái lai hóa của nó như thế nào? À, trạng thái lai hóa của nitơ này là nitơ này liên kết với hai nguyên tử carbon bên cạnh à, liên kết với hai nguyên tử carbon bên cạnh cộng cho một là ba ba thì lai hỏa sp2 à, lai hỏa sp2 à, thì đây là à, hệ thống liên hợp hiệu ứng và trạng thái lai hỏa của nitơ trong phân tử pyridine. Với phân tử pyrrol thì sao à, thì chúng ta thấy là nitơ của pyrrol này à, bên cạnh nó toàn liên kết đơn cho đó lúc này chúng ta lại sẽ tới cái đôi điện tử tự do của nó là và xét tới đối điện tử tự do là P của nó thì lúc này phân tử có hệ thống liên hợp tên là P sigma P sigma P tức là hệ thống liên hợp là P sigma P mà P là cho điện tử nên nít tơ này nó sẽ gây hiệu ứng lá cộng C cộng C và khi trong hệ thống liên hợp là P sigma P thì chúng ta nhớ là chúng ta sẽ trừ đi một à, tức là tơ này nó liên kết với ba nguyên tử khác tức là một là nguyên tử hydro hai là hai nguyên tử carbon bên cạnh tức là hai nguyên tử carbon bên cạnh nữa là tổng cộng là nitơ này liên kết với ba nguyên tử khác ba cộng cho một là bốn bốn trừ cho một là ba cho đó cuối cùng nitơ này lai hỏa sp 2 lai hóa sp 2 thì chúng ta sẽ thấy rằng là à, cái hệ thống liên hợp và lai hóa này à, À, hệ thống liên hợp rồi hiệu ứng cộng C trừ C này là khá là phức tạp thì để cho dễ nhớ thì cảm chị sau khi nghe cái video này lại cảm chị lưu lại cái thời điểm có cái, cái ví dụ này để sau này khi cảm chị à, nghe lại thì đầu tiên cảm chị nên nghe lại cái khúc này bởi vì cái đoạn này giúp cho chúng ta dễ phân biệt và dễ à, mường tượng hơn cái hiệu ứng à, liên hợp hệ thống liên hợp và trạng thái lai hóa của nitơ oxy rồi tôi đã xuất hiện trở lại để cho các à, các anh chị và các bạn cảm giác là đỡ phải bị nhàm chán khi chỉ nhìn những con chữ không thôi à và chúng ta đã qua cái phần cuối cùng đã là viết cái công thức giới hạn hay là cái công thức cộng hưởng thì như chúng ta biết là cái hiệu ứng liên hợp nó có sự dịch chuyển cái mật độ điện tử trong phân tử thì khi mà chúng ta viết công thức giới hạn này chúng ta sẽ thấy cái sự phân bổ điện tử này và cái này nó sẽ liên quan đến cái mật độ phản ứng tức là liên quan tới cái khả năng phản ứng trong phân tử vậy thì chúng ta sẽ đi phần tiếp theo đó là viết công thức giới hạn hay là công thức cộng hưởng các phân tử thì à, hoặc là các cái ông thì chúng ta có ba cái à, hệ thống liên hợp và mỗi hệ thống liên hợp này nó có ba cái cách viết khác nhau đầu tiên là hệ thống liên hợp là Pi x Pi à, như cái ví dụ bên cạnh thì à, hệ thống này nó có cái quy tắc viết như sau đỉnh cành 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 à, thì cái chữ đỉnh cành 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 này à, có nghĩa là chỉ cái hướng đi của mỗi tên khi chúng ta viết công thức giới hạn à, còn cái mũi tên thì sẽ xuất phát từ đâu mũi tên thì xuất phát từ những nơi có điện tử đó chính là cả cái liên kết pi hoặc cả cái nguyên tử có đôi điện tử tự do hoặc là y ông âm à, như vậy là đối với cái trường hợp pi sigma pi này thì chúng ta sẽ viết các mũi tên và các mũi tên sẽ đi theo hướng là mũi tên đập lên đỉnh đập lên cành đập lên cành đập lên cành rồi à, khi chúng ta nhìn ví dụ thì chúng ta sẽ thấy những cái chữ này nó sẽ có ý nghĩa như thế nào với hệ thống liên hợp thứ hai là Pi sigma p thì với ví dụ bên cạnh thì cái quy tắc viết như sau đó là càng đỉnh càng đỉnh càng đỉnh có nghĩa là trong trường hợp mà liên hợp Pi sigma p thì mỗi lần chúng ta sẽ viết hai mũi tên đó mọi người thấy là tôi viết hai cải và tôi xuống dòng với hệ thống liên hợp là Pi sigma p trống thì cái cách viết sẽ là càng 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 và trong một cái phân tử hoặc là một ý ông nếu như chúng ta hãy xuất hiện đồng thời nhiều hiệu ứng uh, như là uh, nhiều hệ thống liên hợp như là uh, p uh, sigma p uh, p sigma p hoặc là p sigma p trống thì uh, chúng ta sẽ ưu tiên như thế nào bởi vì mỗi cái cách tròn thì chúng ta sẽ có một cái cách viết khác nhau thì chúng ta lưu ý rằng là uh, trong ba cái hệ thống liên hợp mà vừa kể hệ thống liên hợp ưu tiên nhất đó là À, p sigma p trọng tiếp đến là P sigma p và cuối cùng là P sigma p. À, đó là à, cái cái à, mức độ ưu tiên của cả cái à, hệ thống liên hợp. Bởi vì khi chúng ta chọn cái mức độ ưu tiên đó, thì chúng ta sẽ viết cái hệ thống liên à, à, chúng ta sẽ viết cái công thức cộng lượng công thức cửa hàng theo cái cái hệ thống mà chúng ta đã chọn. chúng ta đi vào trường hợp đầu tiên là hệ thống liên hợp pi ma pi à, ví dụ thứ nhất thì chúng ta thấy đây là phân tử có hệ thống liên hợp pi ma pi tức là các liên kết pi liên kết luân phiên với các liên kết đơn và đây chúng ta sẽ quan à, tâm tới liên kết co à, oxy ở đây có độ âm điện lớn hơn carbon à, và đây là liên kết pi và để thể hiện sự phân cực của liên kết pi chúng ta dùng mũi tên cong mũi tên này bắt đầu từ liên kết pi sang nguyên tử có độ âm điện lớn hơn, tức là mũi tên này nó sẽ đập lên oxy, à, tức là chúng ta theo quy tắc thứ nhất là định. Và khi à, điện tử đập lên oxy thì liên kết pi nó sẽ bị vỡ ra, oxy sẽ nhận điện tử cho đó mang điện tích âm và carbon mất điện tử nên mang điện tích dương. Ừ. Carbon mất điện tử nên mang điện tích dương, mà dương thì nó thiếu điện tử, nó thiếu điện tử thì nó sẽ hút điện tử ở đâu? Nó sẽ hút điện tử từ liên kết pi này và mũi tên thứ hai là mũi tên bắt đầu từ liên kết pi đập sang cạnh đập sang cạnh à, đập sang cạnh và tương tự khi mà à, liên kết pi đập qua bên cạnh bên này thì nó sẽ bắt đầu hình thành nên một liên kết pi mới ở đây à, liên kết pi mới carbon dương này đã được nhận điện tử nên đã trung hòa và cái carbon của liên kết pi ở phía bên cạnh này bị mất điện tử do đó cuối cùng nó mang điện tích dương mà dương thì nó lại hút điện tử của liên kết pi bên cạnh. Cho đó chúng ta lại có mũi tên tiếp theo là đập sang cạnh và chúng ta có công thức dự hạn như sau. Thì chúng ta nhớ khi viết công thức giới hàng thì chúng ta sẽ viết bằng cái mũi tên hai chiều, mũi tên hai chiều. Chúng ta qua ví dụ 2 đó là phân tử benzonitrile. À thì chúng ta thấy là à cũng tương tự phân tử này có hệ thống liên hợp tên là pi sigma pi và chúng ta cũng bắt đầu từ carbon của nội ba à, carbon của nội ba à, nội ba của carbon và nitơ nitơ nó có độ âm điện lớn hơn nên nó sẽ hút điện tử à, và nó hút điện tử thì nó làm cho à, điện tử sẽ từ à, nội ba đập lên nitơ và lúc này nitơ mang điện tích âm carbon mang điện tích dương và như vậy chúng ta đã thấy có một liên kết pi đã bị phá vỡ. Và carbon mang điện tích dương này nó sẽ hút điện tử của cái liên kết pi ở trong vòng. À, làm cho điện tử của liên kết pi trong vòng đập sang bên cạnh. Đập sang bên cạnh. Và khi điện tử đập sang bên cạnh thì nó sẽ tạo thành một liên kết pi mới và carbon của nó đôi sẽ mất điện tử. Cho đó mang điện tích dương điện tích dương này nó lại hút điện tử của carbon bên cạnh và điện tử carbon bên cạnh lại đập sang cạnh đập sang cạnh và khi đập sang cạnh như vậy thì carbon của liên kết pi đó mất điện tử cho đó mang điện tích dương và điện tích dương lại hút điện tử của carbon bên cạnh và tạo thành một liên kết pi mới và xuất hiện một điện tích dương mới và điện tích dương này lại hút điện tử của liên kết pi bên cạnh và mũi tên sẽ đập sang bên cạnh à và cuối cùng thì à, nó lại xuất hiện carbon dương gần nitơ và nitơ nó có điện tử do đó lại đem điện tử cho tiếp và xuống cạch và chúng ta cho ra sản phẩm công thức dễ hàng cuối cùng thì trong công thức dễ hàng cuối cùng ở trên hợp chất vòng thơm thì thường chúng ta sẽ viết một vòng và nó quay trở lại ban đầu và khi nhìn các cái mũi tên của công thức dễ hàng thì chúng ta thấy vì đây là hệ thống liên hợp pi sigma pi do đó chúng ta sẽ thấy là viết theo quy tắc là đỉnh cành 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 tiếp theo là hệ thống liên hợp p sigma p à, ví dụ thứ nhất chúng ta có phân tử là liên hợp à, p sigma p sigma p và chúng ta sẽ quan tâm tới độ điện tử tự, tự do trên nitơ nitơ này nó sẽ tham gia liên hợp và nó sẽ cho điện tử trong liên kết cn và khi carbon này nó nhận điện tử tức là lúc này khi nó nhận điện tử thì nó sẽ có đến 10 điện tử vậy thì lúc đó ngay lập tức nó sẽ đem điện tử đi cho điện tử trên liên kết P này và như vậy nó sẽ viết cái mũi tên thứ hai là P tức là chúng ta có cách viết là cành định cành định và khi nitơ nó đem cho điện tử thì nó mất điện tử và nó mang điện tích dương carbon uh, và nó sẽ hình thành một cái liên kết pi bên cạnh carbon của liên kết pi này nhận điện tử cho đó nó mang điện tích âm và nó âm thì nó sẽ cho điện tử nên chúng ta lại viết một hệ thống liên hợp nữa đó là cành định cành định và đây là cái công thức cuối cùng của hệ thống liên hợp ví dụ hai trường hợp của phenol và cũng tương tự chúng ta quan tâm đến cái đôi điện tử tự do trên oxy và chúng ta cũng việc bắt đầu từ oxy theo quy tắc là cạnh định cạnh định và khi oxy nó đem điện tử là cho điện tử vào liên kết sigma thì nó sẽ hình thành một liên kết pi và nó mang điện tích dương à, carbon của liên kết pi này nhận điện tử cho đó mang điện tích âm và tích âm điện tích âm thì nó lại tiếp tục cho và chúng ta lại viết thêm một lần nữa đó là cạnh định và khi điện tích âm đập xuống cái liên kết sigma thì nó tạo thành một liên kết pi mới và carbon này nhận điện tử cho đó mang điện tích âm và điền tích âm lại tiếp tục cho cho đó chúng ta lại có công thức căn định và tiếp tục nó lại căn định thêm một lần nữa và cuối cùng chúng ta cho về cái phân tử phenol ban đầu À, và như vậy chúng ta thấy trong cái hệ thống liên hợp P sigma P thì mỗi lần chúng ta sẽ viết hai mũi tên và bắt đầu từ cái điện tử P à, chúng ta viết theo quy tắc là cành định cành định cành định và trong cái phân tử phenol này thì chúng ta thấy là do cái oxy nó là p nó gây hiệu ứng là cộng c là cho điện tử cho đó điện tử nó sẽ chạy vào trong nhân thơm à, chạy vào trong nhân thơm đó là làm mật độ điện tử trong nhân thơm của phenol nó sẽ tăng lên ngược với benzodinitin của trường hợp p sigma p thì nhóm cn nó hút điện tử cho đó nó làm cái mật độ điện tử ở trên nhân thơm sẽ giảm xuống, tức là lúc này điện tử trong nhân thơm phần lớn là mang điện tích dương bởi vì điện tích âm đã dồn về phía nitơ. À tiếp theo là hệ liên hợp pi sigma p trong à ví dụ một thì chúng ta thấy có ion dương à đây chính là p trống và chúng ta cũng bắt đầu từ ion dương à Carbon dương này nó thiếu điện tử cho đó nó sẽ hút điện tử, à nó sẽ hút điện tử. Và nó hút điện tử từ đâu? Điện tử từ liên kịch pi đập sang cạnh để túng hòa cái điện tích dương. Cho đó cái mũi tên đầu tiên là cạnh. Và khi cái liên kịch pi à, đập sang bên cái cạnh của carbon dương này thì nó sẽ hình thành liên kết pi mới và carbon này mất điện tử cho đó mang điện tích dương. À carbon này mất điện tử do đồng mang điện tích dương mà dương thì thiếu điện tử nên là lại hút điện tử và nó hút điện tử của liên kết pi bên cạnh và sẽ đập thang mũi tên bên cạnh nữa và đây là công thức dễ hàng cuối cùng chúng ta ví dụ hai là à, carbon ion benzene thì chúng ta cũng bắt đầu bằng p trống tức là carbon dương carbon dương này sẽ hút điện tử cho đó điện tử từ liên kết pi này nó sẽ đập sang bên cạnh của carbon mang điện tích dương à, theo quy tắc là cạnh và cũng tương tự khi carbon liên kết pi nào đập sang bên cạnh thì cái carbon của liên kết pi mà đập sang mất điện tử cho đó sẽ mang điện tích dương mà dương thì nó lại hút điện tử à, của liên kết pi bên cạnh À, liên kết pi bên cạnh và như vậy nó sẽ xuất hiện một liên kết pi mới và xuất hiện một cái ion dương mới và dương thì lại tiếp tục hút điện tử của à, liên kết pi bên cạnh để tạo thành một à, ion dương mới Vì ion dương này lại tiếp tục hút điện tử của carbon bên cạnh và sẽ cho ra cái cái ion dương ban đầu vậy là chúng ta xong ba cái hệ thống liên hợp Như vậy là chúng ta đã xong ba cái hiệu ứng. Ở à, đây là một cái phần là khá là quan trọng và chúng ta sẽ học tiếp các cái chương sau.